À, kính chào các anh chị đồng nghiệp, à, tôi, tôi xin tự giới thiệu tôi là bác sĩ La Hồng Châu hiện đang công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện Từ Dũ. À, hôm nay tôi rất được vinh dự khi được góp mặt trong cái chuỗi hội thảo trực tuyến các vấn đề về thần kinh trung ương thai nhi. À, nhân đây tôi cũng xin cảm ơn chi hội siêu âm Việt Nam, công ty Samsung và đặc biệt là bác sĩ Hà Tố Nguyên đã cho tôi cơ hội được chia sẻ cùng các anh chị đồng nghiệp những hiểu biết của tôi về vai trò của cộng hưởng từ trong đánh giá hệ thần kinh trung ương của thai nhi. Thì như chúng ta đã biết, các bất thường hệ thần kinh trung ương là một trong những cái bất thường thường gặp. Theo nghiên cứu của Eurocast study từ năm 2008 đến năm 2013 thì uh, bất thường hệ thần kinh trung ương đứng thứ ba sau bất thường hệ xương và bất thường tim. Thì uh, để đánh giá các uh, bất thường Thời thần kinh trung ương siêu âm được xem như là một phương tiện đầu tay bởi vì tính phổ biến của siêu âm dễ tiếp cận thứ hai nữa là siêu âm an toàn và thực hiện dễ dàng đơn giản uh, siêu âm cho chúng ta được hình ảnh với thời gian thực và không uh, có bị uh, gọi là xảo ảnh do cử động của thai nhi ngoài ra siêu âm uh, còn cho chúng ta một những cái hình ảnh có đạo, độ phân giải không gian cao Siêu âm còn có cái đốp lơ màu để giúp chúng ta đánh giá được cái cái mạch máu trong hệ thần kinh trung ương. Vậy, chúng ta mục đích của MRI để làm gì? Thì theo cái guideline của em MRI của hệ thần kinh trung ương nhằm hoàn thiện các chẩn đoán của siêu âm chuyên sâu, nhằm xác định lại các chẩn đoán và bổ sung thêm thông tin. Tuy nhiên, theo ISOC, MRI không được khuyến cáo như là một phương tiện đầu tay trong chẩn đoán trước sinh. À, theo một cái uh, khuyến cáo của uh, hiệp hội điện quang Hoa Kỳ về trong thực hành uh, MRI ở thai nhi thì uh, họ cho rằng MRI không những có vai trò trong chẩn đoán uh, MRI không những có vai trò trong chẩn đoán các bất thường hệ thần kinh trung ương mà MRI còn có vai trò trong hướng dẫn điều trị cũng như trong uh, lên kế hoạch để cho mình uh, để sinh lên kế hoạch sinh và cũng như tư vấn vậy vậy uh, khi mà mình thực hiện một cái bất kỳ một cái phương pháp nào ở trên thai nhi thì cái câu hỏi đặt ra luôn là liệu cái phương tiện đó nó có an toàn cho thai nhi hay không thì uh, theo nhiều nghiên cứu á, thì cái sự gia tăng thân nhiệt của thai nhi có thể là nguồn gốc gây ra một cái loạt cái khuyết tật về cấu trúc và chức năng của thai. À, tăng nhiệt độ ở thai nhi sẽ gây thai dị tật nếu thai tiếp xúc đủ với nhiệt và xảy ra ở giai đoạn nhạy cảm trong quá trình phát triển. Phôi sẽ chết và tái hấp thu khi xảy ra khi cái cái nhiệt độ của mẹ tăng lên trên 1,5 độ C. Thì như vậy á, thì câu hỏi được đặt ra là liệu cái em rai của thai nhi có làm có làm tăng nguy cơ tăng thân nhiệt trong cái nhiệt độ trong buồng tử cung hay không? thì Levin và cộng sự nghiên cứu năm 2001 đã cho rằng là em không làm tăng nhiệt độ trong buồng tử cung, đặc biệt là đối với hệ thống 1.5 tesla. Như vậy em an toàn trong việc chụp cộng hướng từ cho thai nhi. vậy Thời điểm thực hiện MRI khi nào? À, theo guideline, Guidelines, à, ở thời điểm trước 18 tuần thì à, MRI không có cung cấp thêm thông tin. Ở trước 22 tuần thì MRI có thể cung cấp thông tin nhưng rất ít. Và theo Azure guideline thì hầu hết các cơ quan đều có thể khảo sát được chi tiết từ 26 đến 32 tuần. Chỉ định của MRI chỉ định của em rai thì thứ nhất là đối với hệ thần kinh trung ương thì là các bất thường dị tật của não và hợp sọ như là những cái dạng não thất bất sản thể chai bất sản vách trong suốt tật não thất duy nhất bất thường vỏ não và di trú neuron các khối đặc nang và những thoát vị não em rai cũng có vai trò tầm soát trong các bất thường não có tính chất gia đình như là bệnh lý sơ não cũ những bất thường thể chai hoặc nhãn não ngoài ra MRI cũng có vai trò trong chẩn đoán các bất thường mạch máu não như là uh, những cái dị dạng mạch máu ở trong não, uh, bệnh lý đầu nước, hydrocephalus, những cái bệnh lý nhồi máu xuất huyết, các bất thường não ở sông thai một bánh nhau. Ngoài ra, MRI cũng có vai trò trong chẩn đoán các bất thường cột sống như là trẻ đôi đốt sống và u quái vùng cùng cục. Thì uh, đã có rất là nhiều tranh luận về uh, vai trò của MRI hoặc siêu âm cái nào sẽ là tốt hơn trong chẩn đoán những cái bất thường ở thai nhi. Thì theo một cái cái bài báo mà người ta so sánh về cái giá trị của siêu âm và em rai ở trong tạp chí điện quang châu Âu thì em rai có vai trò rất tốt trong khảo sát các bệnh lý ở não, ở phổi, các phức hợp tổn thương và trong những điều kiện nước ối giảm. Theo một cái chỉ định theo một cái bài báo về chỉ định của cộng hưởng từ trong hệ thần kinh trung ương đăng chí đăng ở trên tạp chí điện quang nhi của châu âu thì họ cho rằng là em rai có độ phân giải hình ảnh cao hơn siêu âm à, do đó em rai sẽ giúp cải thiện các hạn chế của siêu âm ở à, những cái cái hạn chế của siêu âm là gì những hạn chế của siêu âm là khi chúng ta à, có những cái tư thế thai nhi không phù hợp hoặc là tình trạng thiểu ối cái thành bụng mẹ dày hoặc là sự cốt hóa của vòm sọ trong quý 3 của thai kỳ. Đặc biệt là cái sự cốt hóa của vòm sọ trong quý 3 của thai kỳ sẽ gây ra khó khăn cho chúng ta trong việc đánh giá cái bán cầu não gần phía đầu giò cũng như là phân tích những cái hình ảnh ở hố sao, đặc biệt là của thân não. Ngoài ra thì khi mà cái 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 vòm sọ nó bị cốt hóa ở quý ba nó có quá nhiều thì chúng ta cũng rất là khó khăn trong việc đánh giá những cái cấu trúc mà nằm nằm sát của vùng nền sọ. Ví dụ như là hành khứu, giao thoa thị, à, tuyến yên hoặc là ống bán khuyên. Ngoài ra thì siêu âm không có thể đánh giá được à, những cái bất thường do di trú thần kinh, cái sự myelin hóa hoặc là những cái bất thường về chất trắng. Thì trong khi đó em Rai lại đóng vai trò rất tốt trong việc đánh giá các bất thường này. À, theo một nghiên cứu của Zirip năm 2017 đăng trên tạp chí The Lancet thì ông ông cho rằng là cái độ chính xác trong chẩn đoán dị tật não của thai nhi trên em rai là 93% so với siêu âm là 68%. Trong đó em rai cung cấp thêm thông tin chẩn đoán trong thêm 48, 49% trường hợp và thay đổi thông tin tiên lượng trong ít nhất 20% trường hợp. Ngoài ra thì 95% thai phụ sẽ nói rằng họ thực hiện MRI nếu những lần mang thai kế tiếp con họ có bất thường hệ thần kinh trung ương. Thì giống như hồi nãy chị Nguyên vừa nói là trong cái ai suột gai về hướng dẫn siêu âm bất thường hệ thần kinh trung ương chuyên sâu thì chúng ta sẽ cần những cái mặt phẳng để đánh giá những cái cấu trúc của hệ thần kinh trung ương gồm có mặt phẳng ASIO, mặt phẳng dọc giữa dọc bên các mặt phẳng trên mặt cắt corona. Tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng và em rai thì sẽ thuận tiện hơn đối với siêu âm trong thực hiện những mặt cắt này trong những trường hợp ví dụ như là thiểu ối, tư thế thai nhi không thuận lợi hoặc là vồn sọ kết vôi hóa nhiều ở quý ba của thai kỳ thì em rai của chúng tôi có thể thực hiện được tất cả các mặt phẳng để khảo sát tốt những cấu trúc à, giống như là siêu âm và thậm chí là à, với cái độ phân giải cao hơn thì có những cấu trúc chúng ta sẽ khảo sát tốt hơn là siêu âm. À, một ưu điểm khác của à, vượt trội của em Rai nữa là chúng ta đo cái kích thước thực sự cũng như mô não. Thì khi các anh chị siêu âm á, thì chúng ta đo cái đường kính lưỡng đỉnh và chu vi đầu thì thực ra chúng ta chỉ đo cái phần xương ở đây thôi và cái thứ mà chúng ta quan tâm thực sự đó chính là nhu mô não bên trong thì đây là một cái ví dụ minh họa thì khi mà mình mình đo cái đường kính lưỡng đỉnh mình đo cái đường kính lưỡng đỉnh vùng xương thì mình thấy là cái đường kính lưỡng đỉnh vùng xương á, nó nằm ở bách phương vị thứ 22 so với tuổi thai trong khi đó mình đo cái đường kính lưỡng đỉnh mà thực sự của nhu mô não thì uh, cái cái đường kính này nó chỉ nằm dưới vị bách phân thứ một so với tuổi thai có nghĩa là cái nhu mô não này nó đã giảm cái cái kích thước so với với uh, so với cái cái cấu uh, trúc sọ bên ngoài cho nên là em ra giúp chúng ta đánh giá được chính xác cái kích thước thực sự của nhu mô não thì đây là một cái bảng uh, biểu đồ mô tả cái thời điểm phát hiện của các bất thường hệ thần kinh trung ương theo tuổi thai thì ở đây chúng ta đặc biệt lưu ý là những cái bất thường rảnh vỏ não thì những cái bất thường này thông thường là chỉ phát hiện được ở chủ yếu là ở tam cá nguyệt thứ ba và sau sinh à, tuy nhiên thì ở tam cá nguyệt thứ ba à, sẽ có những lúc à, cái vòm sọ của thai nhi nó đã cốt hóa nhiều rồi và cái tư thậm chỉ là cái tư thế không thuận lợi nữa cho nên là uh, MRI nó sẽ đóng vai trò ưu việt hơn trong chẩn đoán những cái bất thường rãnh vỏ não. Ngoài ra thì MRI còn đánh giá rất tốt các cấu trúc lớp của nhu mô não, sự phát triển của vỏ não và sự hình thành của các lãnh não. Và đây là một cái ví dụ minh họa. Đây là hình ảnh uh, trên mặt các ASIO của một cái thai 32 tuần bình thường. Thì chúng ta thấy rằng đây là ba cái thai nhi có cùng tuổi thai cùng ở tuổi thai 32 tuần thì chúng ta thấy rõ ràng là có sự khác biệt về các rãnh vỏ não của cái thai này so với cái cái thai bình thường đó là thứ nhất thứ hai nữa là cái phân lớp của của rãnh vỏ não thì ở đây chúng ta thấy cái, cái cái phân lớp của vỏ não thì ở đây cái bề dày của cái cái vỏ não ở đây nó gần như là cái cái bề dày của vỏ não của thai nhi bình thường trong khi đó thì ở cái thai thứ hai này á thì chúng ta thấy là cái bề dày của vỏ não nó tăng lên nhìn nó nhìn nó dày hơn so với bình thường và ở cái thai bên này á, thì chúng ta thấy là rõ ràng cái rãnh vỏ não này có hai lớp thì đây là một trong những cái ưu điểm của em Rai, là chúng ta thấy được cái sự phân lớp của vỏ não một cái ưu điểm thứ hai nữa đó chính là cái sự uh, phân biệt được cái uh, sự khác biệt sự phát triển của các rãnh vỏ não ví dụ như ở cái cái thai thứ thứ ba này thì chúng ta thấy là rõ ràng là có cái có radian phát triển khác biệt giữa cái vỏ não ở vùng phía trước và vùng phía sau thì cái vỏ não vùng phía trước có vẻ nó nó, nó kém phát triển hơn so với vùng phía sau thì dựa vào cái những cái bất thường này và kèm thêm những cái bất thường khác nữa chúng ta sẽ giúp hướng tới cái nguyên nhân gây bệnh ví dụ như trường hợp đầu tiên chúng ta có thể nghi ngờ cái này là một cái nhiễm trùng bào thai do sim vi chăng hoặc là ở cái cái hình chính giữa này thì chúng ta có thể nghĩ đến đây là một cái nhãn não tiếp một và uh, cái hình cuối cùng này thì chúng ta có thể nghĩ đến những cái bất thường uh, vỏ não gây tới uh, mà nó có thể nó có gây ra những cái bất thường vỏ não uh, mà có ra đi ăn trước sau thì uh, theo một nghiên cứu uh, của cái ASU khi mà họ khảo sát uh, về chỉ định của em rai thai thì uh, người ta cho những cái thang điểm là từ đánh giá là từ 7 từ 0 đến 7 điểm có nghĩa không điểm là hoàn toàn không cần đến em ra thai và 7 điểm có nghĩa là chắc chắn phải được chỉ định thì trong đó chúng ta thấy là những cái bất thường hố sao bất thường của um, bất thường thể chai uh, là được đánh điểm 7 có nghĩa là chắc chắn phải được chỉ định kế tiếp đó là những cái bệnh lý đầu nhỏ hoặc là những cái dạng não thất đơn thuần thì được 6 điểm có nghĩa là cần phải được chỉ định Thì à, sau đây chúng ta sẽ à, cùng nhau à, Xem những cái à, Một số cái ví dụ minh họa Về cái vai trò ưu việt của Em Rai Thai Trước nhất là những bất thường hố sao Thì à, hầu như khi mà chúng ta Làm siêu âm á, thì ai cũng biết Đến cái bảng à, đánh giá cái Tiếp cận của bất thường hố sao của Gabo. Thì à, Đối với những cái bất thường hố sao á cái cái khi để chúng ta chẩn đoán những cái bất thường hố sau thì chúng ta sẽ dựa vô thứ nhất đó là sự nâng lên của cái liều tiểu não mà qua đó thì chúng mà trong đó thì quan trọng nhất là sự nâng lên của cái cái hợp lưu các xoan tĩnh mạch thứ hai là sự sự xoay hoặc là sự nâng lên của của cái thùy nhộng thứ ba nữa đó là cái sự toàn vẹn của cái sự toàn vẹn của cái thân não và cuối cùng là thiểu, có cái thiểu sản của thùy nhộng đi kèm hay không. Ngoài ra thì chúng ta còn phải đánh giá MRI nó sẽ có những cái chuỗi xung đặc biệt để đánh giá được về những cái thiếu máu hoặc là những cái xuất huyết. Khi mà trên siêu âm chúng ta gặp một cái hình ảnh tăng khoan dịch của bể của hố sau thì khi mà ta thấy hình ảnh này thì chúng ta sẽ có những cái bệnh cảnh lâm sàng khác nhau nằm ở trong cái bệnh cảnh này thì khi đó chúng ta cần thực hiện cái mặt cắt dọc giữa để đánh giá sự toàn vẹn của các cấu trúc giải phẫu của hố sau nhưng mà hạn chế của cái mặt cắt này là thứ nhất là tư thế thai nhi không thuận lợi và sự góp hóa của vùng sọ thì làm cho chúng ta rất là khó đánh giá cái vùng này thì khi đó cái vai trò em rai nó rất là quan trọng ở đây chúng ta thấy là À, trên hình ảnh em rai này đầu tiên đó là chúng ta nhìn thấy được đánh giá được cái vị trí hội lưu của các xoan tỉnh mạch thì thông thường các xoan tỉnh mạch đó, thông thường là hội lưu các xoan tỉnh mạch đó, thường là sẽ nằm ở vị trí à, gần ở cái vị trí chỗ bám của cái cơ cổ này khi mà các xoan cái vị trí hội lưu các xoan tĩnh mạch mà nó nằm nâng cao lên như thế này người ta nói là cái hội lưu các xoan tỉnh mạch này nó bị đẩy lên cao Um, một cái nữa đó là mình đánh giá được cái sự di lệch của thùy nhộng thì uh, theo nghiên cứu của von á, là cái uh, sự di lệch của thùy nhộng cái gốc tiểu não uh, cái gốc uh, thùy nhộng thân não thì khi mà nó nâng lên trên 45 độ á, thì nó chúng ta sẽ nghĩ nhiều đó là một cái dandy walker information formation uh, và trong khi á, nếu mà cái góc này mà dưới 30 độ thì chúng ta nghĩ nhiều đó chỉ là một cái nang tuplex thì em rai giúp chúng ta đánh giá được cái góc này rất là dễ dàng hơn so với siêu âm à, một cái cấu trúc quan trọng à, mà chúng ta à, có thể đánh giá được rất là tốt trên em rai à, đó là thân não thì thực ra nếu tư thế thay nhi thuận lợi à, chúng ta vẫn có thể nhìn được à, cái thân não à, trên siêu âm tuy nhiên á, là để đánh giá chi tiết tất cả những cái cấu trúc nằm trên thân não này á, thì tôi tin rằng á em nó có một cái vai trò rất là ưu việt trong cái đánh giá thân não chúng ta sẽ đánh giá uh, uh, các thành phần của cái cái vùng thân não này ha chúng ta có thể quan sát được cái chỗ cống não và cái tấm mái này luôn thì ở đây ha là một cái thân não bình thường và ở đây thì chúng ta thấy là rõ ràng một cái thân não này á, là nó có cái cầu não nó hơi phẳng nhẹ và cái đường kính trước sau của cái cầu não này nó cũng nhỏ hơn so với tuổi thai. À, đây là một trường hợp à, chúng ta thấy được à, đây là một cái bất thường hố sao ha, chúng ta thấy được là một cái khoang bể lớn hố sao giãn rộng à, trên mặt cắt trên mặt cắt à, sarito thì chúng ta thấy là à, đây là một cái tổn thương dạng nang cái nang này có nâng cái lều tiểu não lên cao và đẩy cái cái thùy nhộng sát vô cái thân não. Nhưng mà ở đây thì chúng ta rất là khó đánh giá được cái cái thân não ở vị trí này. À, trên mặt cắt ACO mà qua não thất á, thì chúng ta thấy là ở cái thành dọc cái thành não thất ở đây nè, chúng ta thấy cái cái thành não thất á, nó dày không đều và nó nó có nhiều cái nốt. Thì khi mình mình thấy những cái tổn thương dạng nốt như vậy thì mình sẽ phải phân biệt giữa hai thứ. Đó là thứ nhất đó là lạc chỗ chất xám và thứ hai nữa là có thể là những cái xuất huyết thì MRI sẽ giúp chúng ta giải quyết được những cái vấn đề này à, thì đây là hình ảnh MRI của ca này thì chúng ta thấy đây là à, một cái cấu trúc dạng nan ở hố sao. cái cấu trúc này nó có nâng cái nâng liều tiểu não nâng cái liều tiểu não lên ha à, nó có thì đây mình nghĩ nó là một cái nang màng nhện hố sao. Ngoài ra thì chúng ta cũng xác định lại đây là những cái lạc chỗ chất xám dọc thành não thất. Ngoài ra, một cái hay ở trên MRI trên ca này nữa là chúng ta thấy được cái tình trạng đa rảnh não nhỏ ở vùng trán đính, trán đính ở bên này. Thì trên hình ảnh này chúng ta rất là gợi ý đến một cái đột biến gen FLNA nhưng mà rất tiếc là ca này mình không có làm để xác định. À, tiếp đến nữa một cái bất thường hố sao nữa mà chúng ta hay thường gặp là khi siêu âm chúng ta sẽ thấy hai cái bán cầu tiểu não nó sẽ không cân đối nó sẽ không cân đối à, mình thấy trên hình này một cái bán cầu bên này nó có vẻ to hơn so với bán cầu bên còn lại thì à, khi mà mình thấy cái tổn thương này á, thì mình phải loại trừ nó là một cái tổn thương do phá hủy à, thì em à, rai nó sẽ giúp cho chúng ta à, có thể phân biệt được À, đó là những cái tổn thương do nó nó teo cái uh, tiểu bán cầu tiểu não thực sự hay là những cái tổn thương do phá hủy thì uh, trên hình ảnh em Rai, chúng ta thấy được đây là uh, một thiểu sản một cái bán cầu tiểu não ở một bên và đặc biệt trên ca này á thì cái cái thiểu sản này chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là đặc trưng đó là dấu hiệu uh, telephone receive là dấu hiệu cái tai nghe của cái điện thoại thì đây là một cái hình ảnh đặc trưng của bệnh lý gợi ý nên nó hội chứng phật hội chứng face đó là một cái hội chứng mà nó bất thường uh, của cái mạch máu trong đó nó có gây thiểu sản hoặc là loạn sản của những cái mạch máu ở vùng não thì chính những cái thiểu sản loạn sản này nó cũng có thể gây tổn thương trên nhu mô não và trên ca này thì trong lúc chúng tôi làm em ra chúng tôi đã thấy được là nó có nhồi máu nhồi máu bán cầu tiểu não à, xin lỗi nhồi máu à, nhồi máu bán cầu não ha do nhồi máu động mạch não giữa và động mạch não trước kế tiếp chúng ta à, đi qua khảo sát đến bất thường thể chai thì như chúng ta biết thể chai nó là một cái chất trắng lớn nhất để nó kết nối giữa hai bán cầu với nhau và nó liên quan đến chức năng nhận thức cũng như phối hợp vận động à, tần suất của bất sản thể chai là từ khoảng 0,5 cho đến 70 trên 10.000 trẻ sinh sống và tùy theo nguyên nhân đơn thuần hay là có bất thường khác kèm theo mà tiên lượng của bất sản thể chai sẽ rất là thay đổi thì theo một cái nghiên cứu khi mà người ta tử thiết các những cái trường hợp mà tử vong do cái bất sản mà có bất sản thể chai thì trong những cái tử thí đó thì 85% có những cái bất thường thần kinh khác kèm thêm những cái bất thường đó bao gồm cherry tip 2 hoặc là những cái dandy guccerman formation những lạc chỗ chất xám à, bệnh lý trẻ não hoặc là thoát vị màng não thì tiên lượng tiên lượng của cái nhóm này á thì là 71% sẽ có kết cục thay kỳ tốt nếu nó là một cái bất sản thể chai đơn thuần thì thực ra à, cái bất sản thể chai hoàn toàn có thể chẩn đoán rất là dễ dàng trên siêu âm bằng những cái dấu gián tiếp hoặc là dấu trực tiếp ví dụ như ở đây là chúng ta thấy cái ca này là bất sản thể chai thì chúng ta thấy là à, đây là cái não thất bên nó giãn hình giọt nước này rồi hai cái mình không quan sát thấy thể chai rồi mình thấy cái hình cái dấu cái dấu bullhorn. ha rồi trên mặt các trên mặt sagito thì chúng ta không quan sát được thể chai và chúng ta thấy cái bất thường của cái đường đi của cái cái động mạch thể chai tuy nhiên trong những trường hợp khó thì giống như tôi cũng đã nói từ nãy đến giờ đó là khi cái tuổi thai nó lớn rồi cái vòm sọ nó cốt hóa nhiều à, tư thế thai nhi không thuận tiện vân vân thì em rai nó cũng sẽ có vai trò giúp cho chúng ta trong dẫn đoán bất thường thể chai ngoài ra thì giống như trên bệnh nhân này em rai còn cho chúng ta thấy được sự bất thường của các rãnh vỏ não ví dụ như trên bệnh nhân này là chúng ta thấy bất thường của các rãnh Sylvian hai bên chúng ta thấy được uh, bất thường của cái uh, cái uh, cái um, uh, hồi hải mã ha uh, ngoài ra thì chúng ta cũng có thể trên MRI chúng ta cũng có thể uh, đánh giá được cái bất thường của cái vùng thân não và hố sau À, thì theo một nghiên cứu của Antonio à, thì người ta thấy rằng à, là trong 7,8 cho đến 11,6 phần trăm trường hợp là em rai có thể phát hiện được thêm các bất thường mà siêu âm không thấy được tiếp đến là chúng ta à, quan sát cái cái trường hợp này thì chúng ta thấy là đây là à, trên mặt cắt ngang thì chúng ta thấy là cái nhọng nhộng à, xin lỗi à, cái cái não thất bên ha có hình giọt nước và ở cái đường giữa nó có một cái cấu trúc dạng nang có vách và trên cái mặt cắt dọc này á, thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta không có thể nào chúng ta được khảo sát được thể chai Bởi vì cái cấu trúc dạng nang này nó nằm ở cái đường giữa và nó nó xô đẩy những cái cấu trúc xung quanh rồi thì lúc đó cái bệnh nhân này được đi chụp em thì trên em rai chúng ta thấy xác định lại đây là một cái tình trạng bất sản thể chai và có một cấu trúc nang ở đường giữa Ngoài ra chúng ta cũng có thể là thấy thêm được những cái bất thường ở rãnh CVN, những bất thường của cái hồi rãnh não ở vùng trán. Ngoài ra là chúng ta thấy được cái này có thiểu sản, có thêm một cái nữa gọi là thiểu sản à, thân não, ha, này là thiểu sản cầu tiểu não. À, trong những trường hợp mà cái hình dáng thể chai khó xác định, thì em Rai cũng tỏ ra là ưu việt. Ví dụ như trong trường hợp này, à, trên siêu âm trên mặt các Sagito thì chúng ta thấy là cái thể chai cái hình dạng nó hầu như là rất là khó xác định cái bờ thể chai thì nó nó không đều và cái thể chai nó nó biến dạng hoàn toàn thì trên cái trường hợp này khi mà chúng ta chụp cộng hưởng từ lên nó thì chúng ta thấy là rõ ràng cái thể chai này nó bị loạn sản thể chai ha thì đây là một trong những cái dấu hiệu gợi ý của cái holloresensiferli mà thể mihv một trường hợp kế tiếp nữa cũng vậy à, chúng ta thấy là trên hình ảnh này thể chai hoàn toàn khó xác định à, khó xác định và cái cái động mạch quanh chai này nó đi bất thường thì trên hình ảnh em ra chúng ta cũng thấy là ừ. ở cái thể chai này nó cũng bị loạn sản ha và nó có một cái dấu hiệu rất là đẹp đó là dấu hâm sep thì ca này cũng là một cái ca mà holorosencevali mà thể mihv kế tiếp chúng ta cũng thấy đây là một cái hình ảnh thể chai rất là khó xác định và cái động mạch quanh chai này á nó cũng đi rất là bất thường thì trên ca này chúng ta chụp MRI lên chúng ta không thấy được cái vùng đầu thể chai và chúng ta chỉ thấy được phần từ cái phần thân thể chai về sau thôi thì ca này chính là một cái ca uh, holosarcevali mà thể uh, thể lô ba. kế tiếp nữa trong những cái bất thường mà vách trong suốt thì uh, trên này thì chúng ta thấy được là trên cái mặt cắt ACO thì chúng ta không không quan sát được cái vách trong suốt và trên mặt cắt trên mặt cắt Corona thì chúng ta nhìn thấy là rõ ràng là từ trước ra sau hoàn toàn không có vách trong suốt thì khi mà không có vách trong suốt thế này thì chúng ta cần phải cho chụp MRI để chúng ta loại trừ những cái bệnh lý đi kèm và đặc biệt là cái loạn sản vách thị thì trong cái loạn sản vách thị có một cái ưu uh, việt của cái em ray đó là chúng ta đánh giá được cái vị trí của của tiếng yên thì ở đây ha chỉ có em ray thì chúng ta mới đánh giá được cái vị trí của tiếng yên nằm bình thường trong hố yên có nghĩa là tín hiệu của nó cao nằm trong cái hố yên bình thường thì trong những cái loạn sản vách thị thì cái um, có thể là có những trường hợp nó sẽ bị cái thoát vị cái tiếng yên sau ha thì khi đó mình sẽ không thấy cái điểm tín hiệu cao nằm ở vị trí đúng trong vị trí hố yên nữa mà nó nó nằm ở phía cao ở trên này. Tiếp đến là chúng ta khi chúng ta sẽ tiếp cận những cái bệnh lý dạng não thất. Thì như chúng ta được biết á thì dạng não thất chúng ta sẽ chia ra làm ba thể nhẹ, trung bình và nặng. Thì ở cái thể nặng á, cái não thất đường kính của cái não thất á, nó lớn hơn 15 mm. ờ à, khi đó khi mà mình thấy thêm những cái dấu như là xóa khoang dưới nhện có thể có kèm đầu to hoặc là không to thì chúng ta chẩn đoán những cái trường hợp này gọi là não uống thủy khi, đi đứng, khi đứng trước những cái trường hợp giãn não thất á, thì chúng ta sẽ phải trả lời được nhiều câu hỏi đó là có những cái nguyên nhân gây tắc nghẽn hay không có những cái bệnh lý mạch máu đi kèm hay không thành lòng não thất như thế nào à, hoặc là cái khoảng quanh não thất hoặc cái dòng lưu thông của dịch não tủy như thế nào À, thì chúng ta sẽ phải có nhiều câu trả lời và em ra giúp chúng ta trả lời được những cái câu hỏi như vậy. Thì theo cái nghiên cứu của Sirip thì năm 2010 thì em ra phát hiện thêm được các bất thường khác trong khoảng 15 17% các trường hợp giãn não thất. Theo nghiên cứu của một năm 2017 thì các giãn não thất á, thì các dạng não thất nguyên nhân do bất thường của cái não giữa hoặc là não sau chiếm khoảng 42% các trường hợp. Bất thường các cấu trúc trên liều thì chiếm khoảng 12% các trường hợp. Và những cái bệnh lý nhồi máu xuất huyết thì chiếm 32% các trường hợp. Và tôi tin rằng em Rai có thể giải quyết tìm được những cái nguyên nhân mà gây cái dạng não thất như vậy. Thì bây giờ chúng ta ví dụ vô một cái ví dụ cụ thể về cái dạng não thất mà do tắt cái cống não. Thì khi mà do những cái dấu hiệu hình ảnh mà có đi kèm với tắt cống não thì trên MRI thì chúng ta phải tìm được thứ nhất là thấy được cái, cái dấu hình phễu của cái cống não. Thứ hai là chúng ta có thể thấy máu ở trong cái cống não. Hoặc là chúng ta có thấy sự dày lên của cái cái tấm máy ngoài ra chúng ta có thể thấy được những cái dấu hiệu uh, của những cái tắc nghẽn những dấu hiệu tắc nghẽn hoặc là những cái dấu hiệu đi kèm thì em rai có thể giải quyết được hầu như là tất cả các những cái dấu hiệu này để tìm cái nguyên nhân của cái tất tắc cốc não bây giờ chúng ta vô một trường hợp cụ thể đây là một cái bệnh nhân giãn não thất ha thì khi chúng ta siêu âm á chúng ta thấy là thứ nhất là cái thành cái não thất này nó nó giãn nè thành não thất thì nó eco dày và uh, thành thì không đều ngoài ra thì chúng ta còn thấy uh, ở vị trí này ha nó có một cái vùng uh, eco dày thì chúng ta nghĩ đến cái này là một cái xuất huyết não uh, thì chúng ta cho bệnh nhân này chụp MRI thì xác nhận lại đây là một cái xuất huyết não ở cái vùng uh, uh, cái vùng mầm và cái cái xuất huyết não này á nó làm tắt cái lỗ rô. cho nên nó sẽ gây giãn não thất bên một bên à, ngoài ra thì trên MRI mình sẽ có những cái chuỗi xung khác như là chuỗi xung T1 chuỗi xung hạn chế khối tán để đánh giá à, được cái giai đoạn của xuất huyết ngoài ra chúng ta cũng có thể là tìm những cái bất thường khác đi kèm ví dụ như à, đây là cái tổn thương tổn thương luôn cả thể chai thì bình thường á mình sẽ thấy thể chai nó sẽ là một cái tín hiệu thấp ở trên chuỗi sung T2 thì ở trên ca này á, là cái thể chai này nó đã bị tổn thương rồi cho nên cái tín hiệu của nó là dài lên như thế này. Thứ hai nữa là chúng ta thấy được những cái tổn thương não, những cái tổn thương não xung quanh não thất như trong trường hợp này đó là những cái borancephaly, những cái tật rỗ não ở xung quanh não thất. ha Rồi cái này, cái tổn thương này, cái cái xuất huyết não này nó cũng phá hủy cái vách trong suốt. Ở đây chúng ta chỉ thấy được một cái tấm vách một cái tấm của lá vách trong suốt mà thôi. À, một trường hợp khác, cái trường hợp này á, là cũng đi chụp em rai vì lý do là giãn não thất. thì trên em á, là mình thấy ngoài cái chuyện giãn não thất ra, chúng ta còn thấy cái các bất thường rãnh vỏ não rất là nhiều ha. và những cái rãnh vỏ não này nó không phát triển à, tương xứng với tuổi thai. À, ngoài ra thì chúng ta có thể thấy thêm nữa, đó là cái thiểu sản thiểu sản của cái thân não, thiểu sản của thùy nhộng. À, tuy nhiên thì rai nó sẽ có những cái chuỗi xung là khuếch tán. Thì chúng ta có thể xác định được nguyên nhân. Thì ở đây chúng ta thấy là uh, trên cái vùng vỏ não nó có nhiều cái ổ tăng tín hiệu ở trên chuỗi xung diffusion và tín hiệu thấp ở cái trên cái chuỗi xung adc. Thì cái này chúng ta gợi ý những cái bất thường vỏ não này là do những cái bệnh lý nhồi máu xuất huyết. Uh, tiếp đến một trường hợp giãn não thất khác khi mà chúng ta cho đi chụp MRI thì chúng ta trên ca này thì chúng ta uh, xác định được nguyên nhân giãn não thất uh, nguyên nhân giãn não thất này thì chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta thấy được cái uh, cái chỗ cống não này nè hồi nãy ha tôi có nói ha cái chỗ cống não này nó có hình hình chữ V hoặc là hình phễu thì uh, chúng ta nghĩ được cái nguyên nhân này cái nguyên nhân mà gây giãn não thất này đó là do hẹp cống não ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là cái thiểu sản của cái cái vùng thùy trán ha và cái rãnh xuyên da này nó phát triển không phù hợp so với tuổi thai. À, tôi cũng nhấn mạnh lại rằng là à, trong những cái trường hợp giãn não thất như vậy á thì 42% á, là bất thường của cái vùng à, vùng não sau và não giữa thì em rai nó có rất rất là quan trọng có vai trò rất là quan trọng trong cái đánh giá cái trục thân não ha, trục thân não và và tiểu não phía sau thì đây là chúng ta thấy nè tất cả những cái này ha à, tổn thương thân não từ thân não teo rất là nhỏ ha, thân não biến dạng à, và chỉ những cái tổn thương mà rất là tế nhị giống như là giảm kích thước, giảm đường kính trước sau của cầu não mà thôi thì em Rai à, rất là có vai trò quan trọng trong việc đánh giá của của thân não. kế tiếp đến nữa là chúng ta đánh giá khi mà chúng ta siêu âm chúng ta thường gặp những cái tổn thương dạng nan ở não thất thì tùy theo cái vị trí mà của cái nan ở não thất á, chúng ta chúng ta sẽ hướng đến những cái nguyên nhân khác nhau ví dụ như là ở đây thì chúng ta sẽ thấy nếu nó nằm tổn thương nan nó nằm ở vùng này chúng ta sẽ nghĩ nhiều đến một cái nan dưới nội mạc tủy. Nó nằm ở vùng sừng, nó nằm ở phía ngoài góc này chút xíu Thì chúng ta nghĩ đến nó là một cái kênh atoxic Còn nếu mà nó nằm ở từ cái phía góc này trở lên à, Cái góc này từ khớp này trở lên Thì chúng ta nghĩ đó là một cái tổn thương BVL Thì nguyên nhân của các tổn thương này nó sẽ rất là khác nhau Ví dụ như là cái kênh atoxic đó thì chúng ta có thể gặp trong những Đó là một biến thể bình thường thôi Hoặc là chúng ta có thể gặp trong những cái thiếu máu não à, không xin lỗi trong những cái bệnh lý thiếu máu à, thứ hai đó là những cái tổn thương mà dưới nội mạc tủy thì chúng ta có thể gặp trong những cái bệnh lý nhiễm trùng những cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa à, những cái bất thường nhiễm sắc thể hoặc đó nó cũng có thể là những cái variant bình thường à, kế tiếp nữa là đối với những cái tổn thương mà à, BVL á thì đó là những cái tổn thương hoại tử chất trắng do thiếu máu sau thiếu máu hoặc nhồi máu thì đây là cái siêu âm ha đây là hình ảnh siêu âm minh họa đây là cái những cái kênh natosis nó sẽ nằm ở cái góc này cái góc này ha những cái cần thường nó sẽ nằm ở cái góc này của cái cái sừng trán của cái não thất bên trong khi sub ebangdimer có nghĩa là những cái tổn thương dưới nội mạc tủy á, thì nó sẽ nằm ở cái vùng này nó nằm nó đổi cái vùng à, cái vùng mầm lên trên và những cái tổn thương bvl á, là những cái tổn thương mà hoại tử do hoại tử chất trắng á, thì thường là nó sẽ nằm ở cái góc này đó là những cái tổn thương dạng nang thì chúng ta cùng tìm hiểu một cái tổn thương dạng nang, một cái tổn thương subependymom có nghĩa là những cái tổn thương dạng nang nằm dưới nội mạc tủy thì ca này á trên siêu âm chúng ta đầu tiên là chúng ta thấy được một cái hai cái nang nằm ở vùng dưới nội mạc tủy. À, ngoài ra thì chúng ta còn thấy là những cái tổn thương đóng vôi kèm thêm ha. Rồi à, chúng ta thấy là cái rãnh Sylvian này hình như nó không có không có phát triển tương xứng với tuổi thai. Thì à, chúng ta cho đi chụp MRI thì rõ ràng chúng ta thấy là cái nhu mô não của cái vùng này nó bị phá hủy rất là nhiều các rãnh xuyên uh, viên uh, thì nó không phát triển xương tương ứng với tuổi thai ngoài ra chúng ta còn có thể thấy là những cái đa rãnh não nhỏ ngoài ra thì trên mặt các dọc giữa chúng ta còn có thể thấy được cái thiểu sản thể chai cái bất thường của ở cái vùng cái vùng thân não thì ca này chúng ta nghĩ nhiều đến một cái nhiễm trùng bào thai và thực sự là khi mà chọc ối ca này thì nó ra là một cái CMV một cái trường hợp tiếp là chúng ta cũng thấy một những cái tổn thương dạng nang quanh não thất thì trên siêu âm ca này chúng ta thấy đây là một cái một cái tạo phách trong não thất ngoài ra thì chúng ta thấy là xung quanh cái viền não thất này phản âm nó nó dày lên thì đối với những cái chúng ta sẽ có một cái phản xạ là khi chúng ta gặp những cái tổn thương dạng nan mà những cái tổn thương tạo vách trong não thất này thì chúng ta phải nghĩ đến những cái nhiễm trùng thì ca này sau đó thì sẽ cho chụp em thì trên em thì chúng ta cũng xác nhận được đó là những cái cái tổn thương tạo vách ở trong trong não thất ha ngoài ra chúng ta có thể thấy là những cái nan những cái tổn thương giả nan thành ở dọc thành não thất này và một điều quan trọng là trên trên MRI chúng ta có thể đánh giá được đó là những cái tổn thương chất trắng lan tỏa thì ở trên này cái tổn thương chất trắng uh, trên MRI rất là rõ thì ca này với những cái hình ảnh lâm sàng như vậy thì tôi uh, nghĩ nhiều đến khả năng ca này nhiễm trùng và khả năng nó là nhiễm trùng CMV thì quả thật là vậy khi ca này chọc ra thì nó cũng là nhiễm trùng CMV. Thì trong một nghiên cứu uh, trong một nghiên cứu uh, với với những cái đối với những cái tổn thương giả nan quanh não thất thì uh, trong cái lô nghiên cứu này uh, là 23 trên 26 ca là tọt uh, là nhiễm trùng tọt thì uh, đối với người ta sẽ chia làm hai group một cái group uh, là chỉ có um, những cái tổn thương giả nan quanh não thất đơn thuần thôi thì những cái uh, cái nhóm này uh, là uh, ra cái tiên lượng là bình thường trong khi đó cái nhóm g 18 bệnh nhân này À, có những cái tổn thương dạng nan quanh não thất và có những cái tổn thương em rai tìm thấy được à, là có những cái bất thường khác tìm thấy được trên em rai thì 8 trên 18 cái trường hợp này có ao không bình thường ha. thậm chí là có 6 trường hợp là phải phải ngưng thai một cái tổn thương dạng nan quanh não thất khác nữa ha trên siêu âm này chúng ta thấy đây à, nó có rất là nhiều nan nan nằm ở đây nằm ở vùng này, tập trung ở phía phía sừng trán là chủ yếu. À, đây chúng ta thấy ha, những cái tổn thương dạng nang, giả nang quanh não thất rất là nhiều. Và ha, tương tự như vậy. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể thấy thêm một cái thiểu sản thể chai như vậy. Thì trên em rai, ca này được đi chụp em rai thì trên em rai thì chúng ta cũng thấy được là những cái tổn thương dạng nang quanh não thất rất là nhiều. Uh, ngoài ra thì cho anh em ra chúng ta thấy được là nó có nó có rất là nhiều những cái tổn thương rãnh vỏ não uh, những cái tổn thương rãnh vỏ não đi kèm ngoài ra đặc biệt nữa là chúng ta còn thấy được là ở trên ca này á nó có tổn thương chất trắng lan tỏa có nghĩa là nó tổn thương chất trắng uh, cả 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 hai bán cầu và nó nằm lan tỏa cả hai bán cầu luôn thì uh, vì vậy á, ca này mình nghĩ nhiều đến một cái khả năng là nó bị tổn thương não do cái bệnh nhóm bệnh lý chuyển hóa và ca này kết quả chọc ối á, là ra nó là đột biến uh, gen uh, đột biến gen thì cái gen này gây nên cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa. À, tiếp đến là những cái bất thường khác thì mình mình sẽ vô mình tìm hiểu một số cái bất thường tổn thương cái phức hợp tổn thương ví dụ như trên bệnh nhân này chúng ta thấy là uh, có hình ảnh lỗ chìa khóa uh, trên mặt cắt chọc á, thì chúng ta thấy là cái não thất tư nó nó bất thường. À, ngoài ra thì chúng ta cũng có nghi ngờ là cái cái chỗ cái vùng đáy mắt này nó có vẻ lõm nhẹ nhưng mà nó nó không có rõ ràng. À, những cái bất thường tim kèm thêm, rồi em bé này nó có cái cái tai cái tai bất thường, cái lỗ tai bất thường và uh, cái uh, ở cái giới tính ngoài có nghĩa là cái uh, dương vật nhỏ. thì uh, ca này chụp em ray thì chúng ta thấy á, là ở cái vị trí này nó có một cái uh, cái colomboma có nghĩa là nó bị kiếm khuyết của cái 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 mắt ở vị trí này ha ngoài ra thì trên em ra chúng ta thấy được cái thiểu sản xương đá hai bên và thiểu sản xương đá hai bên đây là ca bệnh ha và đây là cái hình ảnh đối chứng thì cái thiểu bình thường cái xương đá của mình nó phải như thế này thì ở đây cái thiểu sản xương đá hai bên mình thấy cái thiểu, cái xương đá nó nhỏ lại thứ hai nữa là mình thấy cái cái hệ thống của cái những cái ống bán khuyên ở đây thì cái đây là hệ thống ống bán khuyên bình thường và ở vị trí này thì chúng ta không hoàn toàn là không thấy được cái hệ thống ống bán khuyên ha tiếp đến nữa là trên mặt cắt dọc giữa thì chúng ta thấy đây là một cái thiểu sản thùy nhộng thiểu sản của cái thân não à, rồi trên thì lúc nãy thì tôi cũng có nói ha là trên cái em rai chung của mình nữa mình có thể đánh giá tốt được cái cái vị trí của cái 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 hành khí thì hành khí ở ca này thì lại là bình thường ha ở đây là bình thường thì đối với cái này thì mình nghĩ nhiều đến một cái tổn thương do do chạc thì đúng rõ ràng là cái ca này mình chọc ối thì mình thấy nó là tổn thương cái gen CHD7 thì nó gây ra hội chứng chạc kế à, tiếp nữa ha à, đây là một cái bệnh nhân thì đầu tiên á là siêu âm cái mà đập vô mắt mình đầu tiên là hai cái mu lòng bàn chân nó rất là phù phù rất là dữ dội sau đó thì mình mình nhìn thấy ha, là trên này cái nhân trung nó dài ra rồi trên hình ảnh trên ACO thì mình mình thấy là cái rãnh CTA ở vị trí này nó có bất thường và kèm thêm đó là những cái thiểu sản thể chai thì cái này được ghi chụp em rai cái này được đi chụp em Rai á thì thì trên em Rai ha chúng ta thấy rõ ràng cái này nó là thiểu sản thể chai này ha, thiểu sản thể chai à, cái bất thường của các rãnh vỏ não thì à, nếu mà so với cái thai có cùng tuổi thai á, thì cái rãnh vỏ não ở đây nó nó phát triển kém hơn à, khi đó mình sẽ kết hợp chung với cái phù mô bàn chân thì cái ca này trên em Rai á, mình nghĩ đến nó là cái đột biến gen kiếp 11 và thật sự là khi mình chọc ra thì đúng đó quả nhiên nó là cái đột biến gen mười 11 gây ra cái bệnh lý như thế này. À, kế tiếp á, là cái vai trò của em rai trong chẩn đoán các bất thường mạch máu. Thì uh, trong cái uh, huyết, trong siêu âm á, thỉnh thoảng mình cũng sẽ gặp những cái huyết khối hội lưu các xoang tĩnh mạch. Thì uh, đối với cái huyết khối hội lưu các xoang tĩnh mạch này á, thì người ta nói rằng cái tiên lượng của nó là tốt nếu nó không gây ra bất kỳ cái biến chứng nào trên thai. Thì ở cái thai này mình chụp lần thứ nhất ha, mình thấy nó hơi ép nhẹ cái thùy nhộng một tháng sau mình cho bệnh nhân chụp lại thì cái khối này nó tăng cái thước lên và nó ép cái thùy nhộng gần như hoàn toàn và nó ép luôn cả trục thân não thì khi này á trên cái chuỗi xung khuếch tán mình thấy là nó có nhồi máu tiểu não nó nhồi máu tiểu não ở bán cầu bên này thì vai trò của em rai của mình đó là để phát triển hiện những cái biến chứng do cái huyết khối hội lưu các xoang tĩnh mạch gây nên và chúng ta chúng ta quyết định là có tiếp tục thai kỳ hay không tiếp đến tiếp đến ha là một cái bệnh lý gọi là phình tĩnh mạch Val galen thì cái này nó cũng thường hay gặp à, đây là một cái cấu trúc có tín hiệu mạch máu nằm ở vùng sau dưới thể chai à, đây là một cái bất thường thông nối động tĩnh mạch và siêu âm Doppler cho mình xác định cái vị trí bất thường của mạch máu. Tuy nhiên thì cái tổn thương chất trắng nó đang tiến triển ở trong cái nhu mô não này chúng ta không thể phát hiện được. Cái tổn thương chất trắng này là nó gây nên do cái tình trạng mà thiếu oxy mãn tính và do ứ trệ của tĩnh mạch, do tăng cái áp lực, do nó 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 dẫn lưu, nó thông nối nó sẽ tăng cái áp lực lên và nó sẽ gây ra phá hủy nhanh chóng của chất trắng. Thì em sẽ giống như tôi nói là em Rai có vai trò đánh giá cái chất trắng rất là tốt cho nên trong những trường hợp này em Rai nó sẽ có ưu thế để mình tìm được coi cái ca này có bất thường chất trắng kèm thêm hay không để mình quyết định mình tư vấn cho sản phụ là cái phương hướng điều trị tiếp theo như thế nào một cái một cái bất thường khác nữa đó là những cái giò động tĩnh mạch thì đây nó cũng là một cái thông nối động tĩnh mạch và nó gây ra bất thường uh, nhu mô não cũng giống như trong cái phần tĩnh mạch Galen, cái thiếu máu kéo dài nó sẽ gây phá hủy nhu mô não và trên ca này là chúng ta thấy hậu quả của nó là gây nên một cái khối xuất huyết ở chỗ này, à, một khối xuất huyết não ở chỗ này. Tiếp đến nữa là những cái tổn thương não trong song thai một bánh nhau, thì uh, trong song thai một bánh nhau á thì chúng ta thấy là uh, hai cái thai nó cùng chia sẻ một cái nguồn tuần hoàn máu và khi có bất kỳ một cái khi mà một cái thai lưu á, thì nó sẽ làm giảm cái lượng tưới máu não cho cái thai còn lại do cái cái thai bên kia nó đã mất trương lực đó là nó cái cơ tim nó không co bóp nữa mà chỉ có một bên này thôi thì cái cái tưới máu của cái tuần hoàng của cái bé bên này nó sẽ giảm do đó nó sẽ dẫn tới tổn thương não và đây là một ví dụ ha. ca này là một cái thai lưu một thai lưu thì một cái thai còn lại sau đó mình siêu âm là mình thấy bắt đầu cái nhu mô não nó phản âm kém ha xung quanh cái xung quanh cái não thất thì cái phản âm nó dày và nhìn cái cái nhu mô não nó thật sự là nó không có đẹp chút nào và trên mặt cắt dọc thì chúng ta cũng thấy cái hình ảnh tương tự ha thì hai tuần sau siêu âm lại thì mình thấy rõ ràng cái tổn thương này là nó tiến triển nhiều hơn cái nhu mô não mỏng hơn và cái phần vỏ não xung quanh đó, phản âm nó rất là dày lên và ca này mình cho đi chụp em rai thì mình thấy là hầu như cái nhu mô não của cái bé còn sống nó hầu như là nó bị phá hủy hoàn toàn à, thì tóm lại ha siêu âm vẫn là một cái phương tiện đầu tay để đánh giá những cái bất thường hệ thần kinh trung ương trong đó nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc gợi ý cũng giống như là việc đối chiếu theo dõi sau cái chụp cộng hưởng từ em à, rai chỉ là một phương tiện chẩn đoán được chỉ định sau một cái siêu âm thần kinh chuyên sâu và có thể sau 18 tuần à, tốt nhất là trong khoảng từ 26 đến 32 tuần của thai kỳ và thời gian chụp nó sẽ rất là thay đổi tùy thuộc vào cái bệnh lý và các cơ quan cần thăm khám và em rai có thể mang lại những cái thông tin quan trọng trong việc à, chẩn đoán và tư vấn cũng như quản lý thai kỳ à, phần trình bày của châu tới đây là hết à, cảm ơn à, các à, quý vị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe à, à, mọi câu hỏi trao đổi thì các bạn cứ mình cứ gõ lên hộp chat hay mình sẽ trao đổi sau cái phần uh, trả lời